Anh thử gọi gấu nhưng giả vờ không nhìn vào gấu xem phản ứng gấu thế nào ạ. Ngoài đấy. Con đây, con đây, con đây mà. Ơ kìa, con đây mà. Ông già hôm nay bị sao ấy nhỉ? Kìa, con ở đây mà. Hỏi chấm luôn. Chả hiểu kiểu gì. Con ở đây mà. Con đây mà. Nhìn con đi. Hết thuốc chữa. Á, dám lừa mình.